kính chào quý vị khán giả, à, thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 à, đến năm 2025, à, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, à, trong đó thì có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, à, không có xã đạt dưới 15 tiêu chí, đồng thời tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. À, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Vậy làm thế nào để giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với một tỉnh miền núi như Tuyên Quang? À, những chính sách nào của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ người dân trong xây dựng nông thôn mới là những vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình. Ông Lê Hải Nam, Tri Cục trưởng, Tri Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn tỉnh. Bà Ngô Tuyết Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang. À, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang tỉnh tuyên quang xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người dân là chủ yếu lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia các chương trình dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới bằng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới bằng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu nông thôn mới. Tăng cường quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản hàng hóa. Triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp gắn với phát triển du lịch dịch vụ, hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, đảm bảo quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh. Đến năm 2025, Tuyên Quang có trên 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 85 trên 124 xã. Trong đó, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm ít nhất 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh lên 17 tiêu chí một xã. À, vâng, kính thưa quý vị, à, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Lê Hải Nam, Tri Cục Trưởng Tri Cục Phát triển Nông Thôn tỉnh Tuyên Quang. À, vậy ông có thể cho khán giả truyền hình được biết là những thông tin mới nhất về à, tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang tính đến thời điểm hiện nay. Vâng, vâng à, tiến độ à, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang cho đến hết năm 2023 thì à, tỉnh Tuyên Quang này đã có 74 trên 122 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong đó thì đã có 54 xã đã được Ủy ban dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tám xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và hiện nay thì các sở ngành thì đang tổ chức thẩm định các cái tiêu chí của 20 xã xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022-2023 để trình Ủy ban dân tỉnh xét và À, quyết định công nhận. Và hiện nay thì các tiêu chí bình quân à, xã đạt chuẩn nông thôn mới à, trên địa bàn toàn tỉnh thì đạt à, bình quân là 15,67 à, tiêu chí trên một xã. Và đến nay thì à, thành phố Tuyên Quang thì đã à, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại quyết định số 1666 à, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 của à, Thủ tướng Chính phủ. Và À, đến nay thì uh, thực hiện uh, xây dựng uh, huyện nông thôn mới thì có huyện Sơn Dương và huyện Hàm Yên em đang xây dựng uh, huyện nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025. Và đến nay thì uh, huyện Hàm Yên thì đã đạt uh, 5 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện Sơn Dương thì đã đạt uh, 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Và theo uh, kế hoạch thì năm 2024 thì toàn tỉnh sẽ có thêm 12 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và có 4 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. để có được kết quả như vậy thì trong giai đoạn 2021-2025 thì tỉnh Tuyên Quang đã ban hành những chính sách nào để thực hiện chương trình ạ? Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới thì ngày 16 tháng 7 năm 2021 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 03 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, sản phẩm ô cốt và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 và 2025. Vâng. À, vậy thì cơ sở hạ tầng nông thôn thì sao? Ấy? Ở Tuyên Quang đã được cải thiện như thế nào à, khi mà Tuyên Quang thì triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới? ạ à, Đến nay sau 13 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì diện mạo nông thôn của tỉnh Tuyên Quang thì đã có nhiều thay đổi khang trang, sáng xanh, sạch đẹp an toàn hơn và kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, về giáo dục, y tế, văn hóa thì đã được đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng và đối với lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì cũng đã được tiếp tục được phát triển có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho người nông dân và đặc biệt là đời sống vật chất của người dân nông thôn, vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã được cải thiện, được nâng cao và xây dựng nông thôn mới thì đã trở thành một cái phong trào thi đua sôi nổi tại các địa phương và tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, được người dân nông thôn hưởng ứng và tích cực tham gia và thông qua những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực đó là người dân hiến đất làm đường rồi đóng góp công lao động rồi đóng góp bằng tiền của để thực hiện việc xây dựng về giao thông nông thôn rồi xây dựng về nhà văn hóa và trường học vân vân. À, có thể nói trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới thì cơ sở hạ tầng của à, từ thành thị đến nông thôn đã có nhiều thay đổi và à, hướng mục tiêu đến người dân phải không ạ? À, chương trình của chúng tôi có chủ đề duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới à, và sau đây thì chúng tôi xin được chuyển câu hỏi của khán giả đến cho các vị khách mời ạ. À, vâng, tỉnh tuyên quang đã có những cái chính sách hỗ trợ nào à, được áp dụng để khuyến khích cho người dân tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới ạ? Bên cạnh những chính sách mà được Trung ương hỗ trợ và các cái chính sách hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng thì đối với khu vực nông thôn thì trong thời gian qua thì tỉnh Tuyên Quang cũng đã có rất nhiều chính sách về hỗ trợ về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trực tiếp để thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì cụ thể như một số chính sách như là nghị quyết số 03 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng dân tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Chính sách thứ hai đó là nghị quyết số 20 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh về khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thứ ba đó là nghị quyết số 11 ngày 1 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng dân tỉnh về phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên quang và thứ tư đó là nghị quyết số 10 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của hội đồng dân tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện một dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tuyên quang. Vâng. với rất là nhiều chính sách để hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới như ông nam vừa đề cập, à, tức là hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 03 à, năm 2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, các các sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tuyên quang à, giai đoạn 2021-2025. À, vậy bà nhung vậy cái đối tượng mà áp dụng theo cái nghị quyết này thì như thế nào, cụ thể như thế nào? Đó? Vâng. Nghị quyết số 03 năm 2021 của Hội đồng nhân tỉnh thì bao gồm có 21 chính sách cụ thể hỗ trợ liên quan đến các hoạt động về sản phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới. Đối tượng để thực hiện nghị quyết 03 này thì bao gồm có hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan đơn vị có liên quan liên quan đến triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 03. À, vậy cái chính sách hỗ trợ mà xây dựng đường giao thông ngõ xóm à, được quy định à, theo nghị quyết số 03 à, năm 2021 thì như thế nào ạ? À, tại điều à, 12 của nghị quyết số 03 năm 2021 của hội đồng dân tỉnh thì quy định là hỗ trợ 100% à, xi măng và ống cống nếu có, rồi à, chi phí vận chuyển bốc xếp à, đến à, địa điểm thi công gần nhất mà ô tô có thể đến được và <laughs> À, để cứng hóa đường giao thông nông thôn thì đảm bảo cái tỷ lệ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của giai đoạn 2021-2025. Và mức hỗ trợ xây dựng công trình đường ngõ xóm thì được tính bằng tiền theo mức đầu tư được xác định trên cơ sở thiết kế mẫu, dự toán mẫu và đã có mặt bằng thi công, à, áp dụng quy mô tiêu chuẩn à, kỹ thuật đường giao thông nông thôn và được à, cấp có thẩm quyền à, quy định. Vâng. À, có khán giả hỏi là hộ gia đình mà cư trú tại xã mà đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới ạ của năm 2024 thì gia đình có nuôi rất là nhiều lợn và để đáp ứng được tiêu chí về vệ sinh môi trường và tận dụng được nguồn nhiên liệu thì gia đình có dự định là xây bể biêu à, xin được hỏi là nếu mà gia đình xây dựng bể biêu thì có được hỗ trợ kinh phí không? Và cái mức hỗ trợ, điều kiện để hỗ trợ và phương thức hỗ trợ thì như thế nào? Vâng tại cái điều 13 trong nghị quyết 03 năm 2021 của Hội đồng nhân tỉnh cũng đã quy định là có chính sách hỗ trợ trực tiếp một lần bằng tiền cho các hộ gia đình mà xây mới bể bioga hoặc bể tự hoại, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng trên một hộ. Điều kiện được hỗ trợ là các hộ gia đình là phải thực hiện xây mới bể bioga hoặc bể tự hoại và có cam kết xây dựng các công trình nhà tắm, nhà tiêu và xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh đảm bảo theo quy định ba sạch tuy nhiên là khi mà được thụ hưởng cái chính sách này thì điều đầu tiên là các hộ gia đình cũng phải làm cái đơn đăng ký và cái bản cam kết theo cái trình tự hướng dẫn của liên ngành và gửi lên hội đồng nhân dân cấp xã ủy ban nhân cấp xã nơi cư trú đó sau đó tổng hợp lên trình danh sách thông qua ủy ban cấp huyện phê duyệt thì khi được phê sự danh sách rồi mới tổ chức triển khai thực hiện sau khi tổ chức triển khai thực hiện thì sẽ nghiệm thu khi nghiệm thu đạt hoàn thành thì mới được hỗ trợ theo quy định Tức là cái đơn đấy là do gia đình tự viết tay hay là chúng ta lên trên xã à, để xin mẫu? Cái mẫu ừ. đơn đó thì đã cũng có theo hướng dẫn là 2106 của hướng dẫn liên ngành. Yeah. Tức là cái hộ dân đó ở xã, ở thuộc khu chú đó thì vâng. sẽ lên xin xã xin một cái đơn của, của xin mẫu quyền xin, xin mẫu đơn. Xin mẫu đơn. À, đấy là hỗ trợ kinh phí cho những gia đình mà xây hầm yoga là sẽ được 5 triệu một hộ phải không ạ? định mức 5 triệu nhưng 5 triệu. mà xây phải theo đúng thực hiện theo đúng quy trình hướng vâng. dẫn thì mới được tiếp cận sau khi mà xây sách. xong thì sẽ được giải ngân cái 5 triệu đó phải xây không? xong thì được nghiệm thu hỗ trợ được nghiệm thu mà đạt các tiêu chí theo quy định vâng. thì sẽ được hỗ trợ vâng. à, đối với bioga thì vậy xây hầm bioga là vậy thì chính sách hỗ trợ cải tạo vườn hộ gia đình thì sao ạ cái đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới à, xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì được quy định cụ thể như thế nào ạ? Vâng, à, tại Điều 14 Nghị quyết 03-2021 của Hội đồng Dân tỉnh thì quy định rất là rõ Đó là đối với lại uh, uh, xây dựng uh, vườn uh, đạt chuẩn uh, vườn mẫu nông thôn mới và thôn đạt chuẩn uh, thôn mẫu nông thôn mới thì uh, uh, tỉnh quy định rõ là mức hỗ trợ bằng tiền mặt uh, một lần uh, Cụ thể là sẽ hỗ trợ bằng tiền là 10 triệu đồng đối với một vườn hộ gia đình mà đã đạt được công nhận đạt chuẩn là vườn mẫu nông thôn mới. tức là 10 triệu đồng một hộ. và và đấy. hỗ trợ 20 triệu đồng uh, trên một thôn mà được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Và à, vậy khi mà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, à, vườn nông thôn mới kiểu mẫu thì được có cái quy định cụ thể như thế nào để mỗi hộ gia đình người ta được hỗ trợ 10 triệu đồng Và thôn đấy được hỗ trợ 20 triệu đồng ạ? Vâng, uh, cái đấy thì uh, Uh, tỉnh cũng đang ban hành uh, quyết định hướng dẫn về cái cái tiêu chí cụ thể để yeah. xây dựng uh, vườn mẫu nông thôn mới như thế nào yeah. xây dựng thôn mẫu nông thôn mới uh, để đạt chuẩn uh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu như thế nào và có quy định tiêu chí rất là rõ ràng và vâng. là đáp ứng tất cả các tiêu chí đó thì sẽ được hỗ trợ thì sẽ được hỗ trợ và vâng. Vâng. như chúng ta đã biết về các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa các cái sản phẩm ô cốp đã tác động trực tiếp đến cái quá trình à, xây dựng nông thôn mới à, tại địa phương à, vậy thưa bà nhung à, cái chính sách hỗ trợ lãi suất tiến dụng đối với hợp tác xã à, nông lâm nghiệp thủy sản à, được nghị quyết số 03 quy định cụ thể như thế nào vâng tại cái khoản 1 điều năm trong nghị quyết số 03 năm 2021 của Hội đồng nhân tỉnh thì cũng có quy định là hỗ trợ lãi suất tín dụng đối với những hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản thì hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay cho các hợp tác xã để đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, phát triển sản phẩm ô cốp. Thì mức cho vay có hỗ trợ lãi suất là tối đa không quá 5 tỷ đồng à. trên một tổ chức. Thì thời gian hỗ trợ là theo cái thời gian vay vốn nhưng mà là mức tối đa không quá 18 tháng đối với hợp tác xã mà vay vốn để đầu tư phát triển cái nhóm cây hàng năm chăn nuôi lợn và cái nuôi gia cầm còn hỗ trợ tối đa là không quá 36 tháng đối với hợp tác xã mà vay vốn để phát triển trồng cây lâu năm cây lâm nghiệp chăn nuôi châu bò thủy sản thì đấy là cái mức hỗ trợ lãi suất nhưng điều kiện thì các hợp tác xã là cũng có phải có là hoạt động theo đúng quy định của hợp tác xã hiện hành ừ. và có cái phương án sản xuất kinh doanh là đảm bảo tính khả thi. Vâng. À, tức là hỗ trợ 50% lãi suất đối với à, 18 tháng 36 tháng với những cái đối tượng áp dụng cụ thể vậy ạ à, và không quá là 5 tỷ đồng trên một hợp tác xã. Vâng. À, vậy theo nghị quyết 03 thì đối với chủ trang trại sẽ được hỗ trợ lãi suất tiến dụng như thế nào ạ? Đối với chủ trang trại thì uh, theo ngữ 03 thì cũng có quy định hỗ trợ đối với chủ trang trại để phát triển uh, sản xuất là uh, về hỗ trợ uh, mức cho vay có hỗ trợ lãi suất là tối đa là không quá 1 tỷ đồng. À. Thời gian hỗ trợ thì cũng là theo cái thời gian vay vốn nhưng tối đa là cũng không quá 18 tháng đối với trang trại mà vay đầu tư để phát triển sản xuất nhóm cây hàng năm, chăn nuôi lợn và gia cầm, còn đối với trang trại mà À, phát triển về cây lâu năm, phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi châu bò thủy sản thì mức hỗ trợ là theo thời gian vay vốn nhưng tối đa là không quá 36 tháng. À. À, tuy nhiên là các trang trại phải đáp ứng theo đúng các tiêu chí quy định hiện hành. Vâng. Tức là các trang trại sẽ đáp ứng được cái tiêu chí thì mỗi trang trại sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng phải không ạ? Vâng. Tối đa. ngày vâng. ngày 8 tháng 3 năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 378 À, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 21 sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. À, vậy thưa ông Nam, à, bộ tiêu chí mới này thì nó có khác gì so với giai đoạn trước ạ? Vâng. À, bộ tiêu chí được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 211 ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ thì đã sửa đổi 4 bộ tiêu chí và trong đó bổ sung thêm một bộ tiêu chí. Và đối với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì có 4 chỉ tiêu thuộc 4 tiêu chí là được sửa đổi. Và đối với bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới nâng cao thì có 15 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí là được sửa đổi và trong đó thì bãi bỏ một chỉ tiêu thuộc một tiêu chí. Và đối với lại Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới thì có 6 chỉ tiêu thuộc 5 tiêu chí được sửa đổi. Và đối với huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao thì có 5 chỉ tiêu thuộc 5 tiêu chí được sửa đổi. Và ngoài ra thì tại quyết định số 211 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã bổ sung tiêu chí về huyện nông thôn mới đặc thù và không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025. Và quyết định số 211 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã nêu rõ Đối với các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang, hải đảo, ven biển À, xã an toàn khu uh, thuộc huyện nghèo thì mức uh, đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì sẽ được uh, uh, áp dụng theo quy định uh, tại bộ tiêu chí uh, đối với vùng trung du miền núi phía bắc vâng. À, với những cái quy định rất là cụ thể với những cái điểm mới rất cụ thể trong cái bộ tiêu chí quốc gia theo quyết định số 21 à, 211 sửa đổi à, cái chỉ tiêu cụ thể à, vậy thì trong quá trình thực hiện theo cái bộ tiêu chí mới này thì nó có cái cái điểm nào mà gây khó khăn đối với tỉnh một miền núi như tuyên quang mình không ạ? Dạ vâng à, trong quá trình thực hiện bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới đã được sửa đổi thì à, việc sửa đổi bổ sung bộ tiêu chí của giai đoạn 2021-2025 thì đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã của giai đoạn 2021-2025 là một cái giải pháp để uh, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới uh, trên địa bàn uh, đối với các địa phương cho nó thuận lợi hơn và phù hợp hơn uh, để tổ chức thực hiện và riêng đối với tỉnh tuyên quang thì uh, thực hiện cái việc uh, áp dụng các cái chỉ tiêu tiêu chí mà đã được bổ sung sửa đổi thì rất là thuận lợi đối với tỉnh tuyên quang à, không có khó khăn gì. Với cái bộ tiêu chí mới theo cái à, quyết định số 211, 211. của thủ Vàng thì là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi trong uh, chương trình à. xây dựng nông thôn mới phải không à. ạ? Vậy thưa bà nhung ạ, uh, rất nhiều cái quyết sách những cái nghị quyết nha, trong uh, nghị quyết số 03 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh. À, hỗ trợ cho người dân à, vậy đối với những người mà nuôi cá đặc sản cá chủ lực thì sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết này như thế nào? À. À, trong nghị quyết số 03 năm 2021 thì cũng có cái chính sách quy định đến hỗ trợ lãi suất tín dụng đối với các tổ chức cá nhân có chăn vay vốn để chăn nuôi cá đặc sản cá chủ lực à. thì mức uh, cho vay là hỗ trợ 50% lãi suất cho các tổ chức cá nhân là vay vốn để chăn nuôi cá đặc sản cá chủ lực mức cho vay có hỗ trợ lãi suất thì tối đa là không quá 1 tỷ đồng. Ừ. Thời gian thì hỗ trợ lãi suất là theo thời gian vay vốn nhưng mà tối đa cũng không quá 36 tháng. À. Vâng. À, vậy thì đối với những cái chính sách mà hỗ trợ cho chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ à, sang cỗ lớn cũng rất là nhiều người dân quan tâm. Vậy theo nghị quyết số 03 thì sẽ được thực hiện như thế nào? Vâng. Và trong cái nghị quyết 03 thì cũng có một cái điểm mới so với giai đoạn trước thì cũng có chính sách là hỗ trợ về 50% lãi suất tiền vay cho các tổ chức cá nhân để vay vốn thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn là kéo dài tuổi rừng từ từ 7 năm tuổi sang 10 năm tuổi. Thì mỗi diện tích rừng thực hiện chuyển hóa thì được vay một lần. Mức cho vay có hỗ trợ lãi suất là tối đa là 70 triệu đồng trên 1 ha. Thì về thời gian là hỗ trợ lãi suất là tối đa là 36 tháng. À. Thì quy mô tối thiểu là phải đạt được đối với hộ gia đình là 0,3 HA. À. Còn đối với tổ chức thì tên từ 1 HA trở lên. Vâng. Còn đối với những cái hộ mà chăn nuôi châu bò sinh sản theo nghị quyết công ban này thì được hỗ trợ như thế nào? Trong cái nghị quyết thông ba thì cũng có những chính sách là về hỗ trợ phát triển chăn nuôi châu bò sinh sản thì cũng quy định là mức cho vay có tổng mức cho vay là tối đa 100 triệu đồng. Thì đối với hộ nghèo, cận nghèo thì được hỗ trợ là 100% lãi suất, còn hộ đối tượng hộ khác là hỗ trợ 50% lãi suất. Còn định mức cho vay trên một trong cái nghị quyết này thì tính định mức là nếu mà vay một con trâu thì tính định mức là 35 không quá 35 triệu đồng, con bò là không quá 25 triệu đồng. Thì về điều kiện thì đối với hộ nghèo và cận nghèo thì quy mô tối thiểu phải chăn nuôi từ hai con trở lên còn đối với hộ khác thì chăn nuôi ít nhất là phải từ ba con trở lên thì mới đáp ứng điều kiện được hỗ trợ. Vâng, và, và cái hộ mà muốn hỗ trợ về nuôi cá, rồi là chuyển hóa rừng trồng từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, rồi là nuôi châu bò sinh sản để mà thực hiện được hỗ trợ cái mức tiến dụng theo cái nghị quyết 03 năm 2021 thì người dân cần phải thực hiện như thế nào để họ được hỗ trợ? Cái về cái trình tự thủ tục thì liên ngành cũng đã có cái hướng dẫn theo văn bản 2714. Ừ. thì tuy nhiên thì trong cái 21 chính sách trong nghị quyết 03 ấy ừ. thì có duy nhất là các chính sách tính dụng là được hỗ trợ thực hiện theo đồng thời quá trình thực hiện. Còn đối với nhóm cái chính sách khác thì hợp như là hỗ trợ sau đầu tư, có nghĩa là phải triển khai thực hiện sau khi nghiệm thu hoàn thành rồi thì mới được hỗ trợ. Thì đối với cái nhóm chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng thì trong hướng dẫn liên ngành cũng đã hướng dẫn rằng là khi mà các đối tượng có nhu cầu thì sẽ làm cái đơn đăng ký theo mẫu gửi lên cấp xã, cấp xã gửi lên cấp huyện để tổng hợp và hàng tháng thì cũng có cái sự gửi lên thì tổ chức thẩm định của qua ngân hàng và các phòng ban liên quan của cấp huyện có liên quan thẩm định đủ điều kiện, ngân hàng cho vay vốn nếu đủ đáp ứng điều kiện vay vốn của ngân hàng thì sẽ làm trình tự thủ tục là được hỗ trợ lãi suất tức là người dân sẽ phải đến xã để vẫn làm, phải xin đơn và làm đơn về ông mẫu đơn gửi qua xã vâng và câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Nam ạ à, thưa ông là cái nguyên tắc mà phân bổ vốn đầu tư để phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ạ của tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025 thì được quy định cụ thể như thế nào vâng đối với nguồn vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì đã được uh, tỉnh tuyên quang uh, cụ thể bằng uh, nghị quyết số 06 ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 của hội đồng nhân dân tỉnh yeah. trong đó thì cũng đã uh, quy định có 8 cái nguyên tắc uh, cụ thể như sau uh, một là đó là việc uh, phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và cái việc thứ hai đó là phải đảm bảo uh, nguyên tắc uh, tập trung thống nhất về uh, mục tiêu về cơ chế về chính sách và thứ ba đó là ưu tiên hỗ trợ cho các cái xã mà chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các cái xã mà đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm và theo giai đoạn của giai đoạn 2021-2025 và các xã mà đạt dưới 15 tiêu chí và các huyện xây dựng nông thôn mới cái thứ tư đó là hỗ trợ các xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã mà đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục củng cố duy trì các cái tiêu chí mà đã đạt được và đối với các huyện thành phố thì phải chủ động cân đối nguồn vốn để thực hiện xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao và các xã nông thôn mới kiểu mẫu cái thứ năm đó là việc bố trí vốn để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở tại các vùng khó khăn theo chương trình vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á và cái thứ sáu đó là dự phòng không quá 10% tổng nguồn vốn mà được uh, Trung ương hỗ trợ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cái thứ bảy uh, đó là định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển uh, của ngân sách Trung ương để thực hiện uh, chương trình phải đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện các cái dự án uh, các công trình quyết toán này rồi các công trình uh, hoàn thành và các công trình chuyển tiếp và cái nguyên tắc thứ 8 đó là ngân sách tỉnh phải bố trí vốn để thực hiện đối ứng theo đúng tỷ lệ mà trung ương đã quy định đối với từng tỉnh trong đó thì tỉnh tuyên quang chúng ta thì đối ứng theo tỷ lệ là một một Vâng, tắc tắc thứ tám theo nghị quyết 06 phải không ạ? À, vâng. À, vậy cái tiêu chí mà cái hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương ấy, mà đối tượng ở đây là các xã các huyện thì sẽ được quy định cụ thể như thế nào? Vâng. À, về về tiêu chí hệ số vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thì à, tại nghị quyết số 06 ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng dân tỉnh thì cũng đã à, quy định rất là cụ thể. Thứ nhất là đối với lại nguồn vốn mà Uh, bố trí uh, giao năm 2021 thì cái uh, đối tượng, uh, thì cái tiêu chí và hệ số thì được uh, phân bổ theo hệ số xã. Uh, đối với lại xã đặc biệt khó khăn, trừ xã Thanh Tương, huyện Na Hang thì đã đạt chuẩn nông thôn mới. Uh, thì uh, Và các xã mà đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2021 thì sẽ phân bổ theo hệ số 4. Và đối với các xã mà đạt từ 15 đến 18 tiêu chí thì sẽ phân bổ theo hệ số 1,3. Và đối với các xã còn lại thì sẽ phân bổ theo hệ số 1. Và đối với lại nguồn vốn giao của giai đoạn 2022-2025 thì tiêu chí hệ số phân bổ vốn là theo đối tượng xã, huyện. Và đối với lại xã mà đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 rồi các xã an toàn khu thuộc khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 được bố trí vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của giai đoạn 2021 2030 thì phân bổ theo hệ số là hệ số 5. đối với lại các xã mà đạt từ 15 đến 18 tiêu chí thì sẽ phân bổ theo hệ số 3. Các xã mà đã đạt chuẩn nông thôn mới rồi thì phân bổ theo hệ số 1. Và riêng đối với lại huyện Hàm Yên là huyện xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025 thì sẽ phân bổ theo hệ số là 20. Vâng. À, người dân thì rất là quan tâm thưa bà Nhung ạ, à, cái chính sách hỗ trợ mà ghép cải tạo giống vườn cây ăn quả thì cái mức hỗ trợ cũng như là cái điều kiện hỗ trợ thì như thế nào? Vâng. À, chính sách hỗ trợ ở ghép cải tạo cây ăn quả thì đã được quy định tại nghị quyết 03 là hỗ trợ cho tổ chức cá nhân cái chi phí ghép cải tạo cây ăn quả là cái mức 50.000 đồng trên một cây. Ừ. Thì về điều kiện thì cái diện tích cái vườn cây ăn quả đó thì phải trong cái kế hoạch được cấp huyện phê duyệt là một thứ hai nữa là trong cái quá trình ghép thì phải đảm bảo được ít nhất là 70% cái gốc ghép được nảy mầm. Ừ. Thì trên cái cơ sở đó thì hộ sẽ đề nghị lên phòng nông nghiệp để tổ chức nghiệm thu đạt được yêu cầu thì sẽ được giải ngân hỗ trợ. Và tức là mỗi cái gốc ghép đấy thì phải đảm bảo là có nảy mầm hay không? 70% vâng. trăm và Tỷ và lệ và... nảy mầm. Vâng. Và... Cũng theo nghị quyết này thì chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng tập trung làm giàu từ rừng tự nhiên sản xuất của tỉnh thì được hỗ trợ như thế nào? Cái chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp thì được quy định là hỗ trợ cái cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, cây keo tai tượng thì được gieo ươm từ phương pháp và cây giống nhập ngoại và đối với nhóm cây rổi cây xấu cây chám thì trồng theo nhân dấu bằng phương pháp ghép thì hộ gia đình sẽ trồng rừng sản xuất tập trung hoặc là trồng làm giàu rừng tự nhiên thì mức cái cách hỗ trợ là được hỗ trợ 100% bằng cây giống theo cái quy trình chính quy trình trồng rừng theo định mức của cái cấp có thẩm quyền phê duyệt đấy. và cái cây giống thì được vận chuyển đến trung tâm của cấp xã trung tâm xã và ngoài ra thì cũng được hỗ trợ về cái chi phí về lập khảo sát ký kết hợp đồng là 50.000 đồng trên một HA và 10% chi phí quản lý thì với điều kiện là cái quy mô thì trồng rừng thì cũng phải là đạt từ 0,3 HA trở lên đối với hộ gia đình và với điều kiện cái đất đó phải đảm bảo theo đúng cái quy định có giấy chứng nhận là quyền sử dụng đất hoặc là đất không có tranh chấp thì sẽ được hỗ trợ và vâng. vậy thì với những cái chính sách mà hỗ trợ cấp chứng nhận theo cái tiêu chuẩn à, hỗ trợ về sản xuất nông sản xuất khẩu thì cụ thể như thế nào à, trong cái nghị quyết 03 thì cũng có cái chính sách hỗ trợ ừ. sản xuất nông sản xuất khẩu thì được triển khai thực hiện theo thái viết thành dự án à. thì sẽ hội, quy định hỗ trợ là, là à, 50 cái tổng chi phí nhưng mà tối đa là không quá 1 tỷ đồng thì à. có bao gồm các nội dung cái thứ nhất là chi phí về giống. Chi phí về giống thì hỗ trợ về chi phí mua giống là không quá 70% tổng cái chi phí giống nhưng mà mức tối đa là không quá 400 triệu đồng. Thứ hai là hỗ trợ về chi phí cải tạo đất. Cái định mức hỗ trợ là theo thực tế nhưng mà cũng tối đa là không quá 20 triệu đồng trên một hát. Yeah. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về xây dựng cái hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cũng là hỗ trợ theo cái thực tế nhưng mà tối đa không quá 40 triệu đồng trên một HA. Cái thứ tư nữa là hỗ trợ về cái chi phí cấp mã số vùng trồng cũng là hỗ trợ theo thực tế nhưng mà mức tối đa là không quá 100 triệu đồng. Cái thứ năm nữa là hỗ trợ về uh, chi phí về thực hành sản xuất nông theo tiêu chuẩn quy chuẩn có thể là theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc hữu cơ nhưng mà là hỗ trợ là cái mức này 80% cái chi phí thực tế đánh giá và cấp giấy chứng nhận nhưng mà đối với cái tiêu chuẩn trong nước thì tối đa là không quá 100 triệu đồng còn đối với tiêu chuẩn quốc tế thì tối đa là không quá 300 triệu đồng. Đây là cũng là một cái dự án hỗ trợ sau đầu tư. Vâng. Còn đối với chính sách hỗ trợ cấp giấy chứng nhận theo cái tiêu chuẩn quy chuẩn thì được quy định cụ thể như thế nào? Tại điều 9 của chính sách nghị quyết 03 ấy thì cũng có cái chính sách hỗ trợ về cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn quy chuẩn thì nó có bao gồm cái hai nội dung. Cái vâng. thứ nhất là về hỗ trợ về xây dựng và quản lý nhãn hiệu, cấp mã số mã vạch thì cũng quy định là mức hỗ trợ một lần cho các tổ chức cá nhân mà thực hiện đăng ký nhãn hiệu thì cũng có bao gồm là và cả thiết kế in bao bì nhãn mác cho sản phẩm Tha xây dựng cái tem truy xuất nguồn gốc thì cũng mức hỗ trợ là tối đa không quá 100 triệu đồng trên một sản phẩm Đấy. mà cái định mức thì mỗi tổ chức cá nhân thì sẽ được không hỗ trợ là tối đa không quá hai sản phẩm cái nội dung thứ hai và sản xuất theo tiêu chuẩn quy chuẩn thì là hỗ trợ về đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn quy chuẩn có đây là sản xuất đạt như tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ hoặc là cái cơ sở chế biến theo tiêu chuẩn iso ừ. thì sẽ được hỗ trợ à, 80% cái kinh phí tổ chức thực hiện và đánh giá cấp giấy chứng nhận nhưng mà cũng là mức tối đa là không quá tá, 100 triệu đồng đối với cái tiêu chuẩn của việt nam và tối đa không quá 300 triệu đồng thì đối với cái tiêu chuẩn của quốc tế thì cái những cái nội dung hỗ trợ này thì sau khi mà tổ chức cá nhân đã thực hiện hoàn thành được cấp giấy chứng nhận quyết định công nhận của cục sở hữu trí tuệ hoặc là giấy chứng nhận về đàn sản xuất theo tiêu chuẩn quy chuẩn của cơ quan có thẩm quyền thì sau đó mới được hỗ trợ. Vâng. À, vậy thì chính sách hỗ trợ thực hiện cái chương trình ô cốp ạ và xúc tiến thương mại theo nghị quyết số 03 thì được quy định cụ thể như thế nào? trong cái nghị quyết số 03 thì cũng có cái quy định những chính sách để thực hiện cái chương trình ô cốp và hoạt động xúc tiến thương mại thì cũng gồm có bốn cái chính nhóm chính sách cụ thể cái thứ nhất là về hỗ trợ chi phí tư vấn để lập cái hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cái mức hỗ trợ là 10 triệu đồng trên một sản phẩm cái thứ hai nữa là về hỗ trợ cái điểm giới thiệu và bán các sản phẩm chủ lực đặc sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh Tuyên Quang. À. Thì với định mức thì hỗ trợ là 50% tổng các chi phí để chi cho cái hoạt động bán hàng như mua sắm các thiết bị để bảo quản. Thì định mức thì đối với nghị quyết 03 là mỗi huyện thành mỗi huyện các huyện thì mỗi huyện là được một điểm thành phố tuyên quang là À, được tối đa là 3 điểm còn ở, ở Hà Nội là một điểm về cái mức hỗ trợ thì ở trong tỉnh mỗi điểm trong tỉnh là không quá 100 triệu đồng còn điểm ở Hà Nội là tối đa là 200 triệu đồng về nội dung thứ ba là về thực hiện cái hỗ trợ gian hàng quảng bá xúc tiến thương mại thì trong nghị quyết 03 cũng có quy định hỗ trợ là cho các tổ chức cá nhân mà đưa những cái sản phẩm ô cốp sản phẩm chủ lực của tỉnh đi tham gia các hội trợ ở ngoài tỉnh nhé thì là Đức mức hỗ trợ là tối đa là 20 triệu đồng trên một lần à. và để cái định mức trong cái giai đoạn thực hiện nghị quyết 03 đến 2025 thì mỗi tổ chức cá nhân là được hỗ trợ tối đa là 3 lần. À. Đấy. Còn một nội dung nữa là hỗ trợ chủ thể sản phẩm ô cốp khi mà tham gia đánh giá phân hạng đạt từ 3 sao trở lên thì hỗ trợ là đối với sản phẩm ô cốp mà đạt được hạng 3 sao thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng trên một sản phẩm sản phẩm đạt được 4 sao thì sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng trên một sản phẩm. Sản phẩm mà đạt 5 sao thì mức hỗ trợ là 50 triệu đồng trên một sản phẩm. Đối với những cái sản phẩm nâng hạng như nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao thì sẽ được hỗ trợ thêm là 10 triệu đồng trên một sản phẩm. Đối với những sản phẩm mà nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao thì sẽ được hỗ trợ là mức 30 triệu đồng trên một sản phẩm. Mà sản phẩm mà nâng hạng mà từ 3 sao lên đến 5 sao thì sẽ được mức hỗ trợ là đến 40 triệu đồng trên một sản phẩm. vào với cái mức hỗ trợ rất là cụ thể cho các cái chủ thể và các cái sản phẩm xúc tiến thương mại, chúng ta nói là mang các cái sản phẩm mẫu cốc của chúng ta đến các cái hội trợ ở ngoài tỉnh, đúng không ạ? Vậy thì cũng xin hỏi thêm bà Nhung là với những cái hộ chủ thể như vậy thì chúng ta có cần phải có những cái thủ tục như thế nào để có được cái mức hỗ trợ như vậy? Để để được tiếp cận cái chính sách này thì hàng năm thì theo cái bước xây dựng dự toán ấy, cũng thông qua các bước tuyên truyền thì các chủ thể có thể là đăng ký cái kế hoạch của mình ngay từ cái thời điểm xây dựng cùng kỳ với dự toán và qua ừ. quá trình thực hiện thì cũng sẽ có bổ sung thì cũng phát sinh thì cũng sẽ đăng ký bổ sung với ủy ban các huyện là đồng thời là gửi có sở công thương cái trình tự thủ tục này thì về thực hiện thanh quyết toán về chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại này gian hàng quảng bá là ở sở công thương được. các tổ chức cá nhân sẽ liên hệ trực tiếp với sở công thương để đăng ký nếu được. đăng ký đầu năm thì cũng có thể là gửi đến ủy ban huyện là họ sẽ tổng hợp lên sở công thương để tổng hợp được. hoặc là để nhanh nhất trực tiếp là gửi đến sở công thương ạ à, vâng vậy thì với tỉnh tuyên quang chúng ta thì có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất hữu cơ không và đối tượng được hỗ trợ thì như thế nào Vâng. À, ngày 15 tháng 12 năm 2020 thì hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 06 về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì theo đó chính sách hỗ trợ về chuyển đổi hữu cơ thì cũng có một trong cái bốn nhóm chính sách à. được quy định cụ thể là thứ nhất là về hỗ trợ một lần bằng 70% 70% cái chi phí khu vực sản xuất hữu cơ ấy là bao gồm chi phí về cải tạo đất này, quản lý nguồn nước, bao bờ cái vùng cách ly trong cái thời gian thực hiện cái chuyển đổi theo hữu cơ và thời gian hỗ trợ tối đa là 18 tháng, mức hỗ trợ là tối đa là 300 triệu đồng trên một dự án. À, thứ hai nữa là về hỗ trợ một lần về bằng 100% chi phí mua các chế phẩm sinh học, ủ phân hữu cơ trong sản xuất trồng trọt, ủ thức ăn xử lý môi trường trong chăn nuôi, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng trên một dự án. Ngoài ra theo trong nghị quyết 06 này về hỗ trợ cái dự án sản xuất hữu cơ thì nó còn bao gồm các chính sách về hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ và chứng nhận cái sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ thứ hai là cũng hỗ trợ về lãi suất vay đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ thứ ba là cũng hỗ trợ về cái truy xuất nguồn gốc hỗ trợ về uh, xây dựng về cái bao bì và xúc tiến thương mại của cái sản phẩm hữu cơ về đối tượng để áp dụng cái nghị quyết 06 này thì cũng bao gồm có các doanh nghiệp này, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, trang trại thì có sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, ngoài ra thì cũng có thêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến cái việc triển khai thực hiện cái nghị quyết số 06 này. trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Đà Vị, huyện Na Hàng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, xã Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, xã Lăng Quán, huyện Yên Sơn, xã Quyết Thắng, Đông Lợi, Đông Thọ, Vân Sơn, Hợp Hòa, Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm xã Hòa Phú, Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Duy trì giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 có thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương. Duy trì dự vững nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Có thêm ít nhất 14 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Lâm Bình, 1 thôn. Huyện Na Hang, 1 thôn. Huyện Chiêm Hóa, 3 thôn. Huyện Hàm Biên, 3 thôn, huyện Yên Sơn 2 thôn, huyện Sơn Dương 4 thôn. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới. Có thêm ít nhất 24 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Na Hang 2 thôn, huyện Chim Hóa 3 thôn, huyện Hàm Yên 4 thôn, huyện Sơn Dương 13 thôn, thành phố Tuyên Quang 2 thôn. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có thêm ít nhất 35 vườn hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới, huyện Na Hang 6 vườn, huyện Chiêm Hóa 5 vườn, huyện Hàm Yên 8 vườn, huyện Sơn Dương 7 vườn, thành phố Tuyên Quang 9 vườn, duy trì dự vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các vườn đã đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới. Huyện Hàm Yên duy trì dự vững nâng cao chất lượng 3 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn. Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, và phòng chống thiên tai. Tiêu chí số 4 về điện, tiếp tục từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Huyện Sơn Dương, thực hiện duy trì dự vững nâng cao chất lượng 4 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn. Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai. Tiêu chí số 4 về điện. Tiêu chí số 6 về kinh tế. Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự, hành chính công. Tiếp tục từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Thành phố Tuyên Quang duy trì củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí thành phố trực thuộc cấp tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,4 tiêu chí một xã. À, vâng và câu hỏi cuối xin được dành cho ông Nam ạ à, để duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì chúng ta cần phải thực hiện những vấn đề gì ạ? để duy trì giữ vững và nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới thì các địa phương cần tập trung thực hiện một số cái giải pháp như sau à, cái thứ nhất đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từ tỉnh đến cơ sở và trong đó là phải tổ chức tiếp tục tổ chức thực hiện uh, các cái phong trào thi đua như tuyên quang trung sức xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở mà để nâng cao nhận thức của cán bộ cũng như là mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện uh, xây dựng nông thôn mới và vẫn uh, uh, tiếp tục thực hiện tốt cái phương châm đó là uh, nhân dân làm nhà nước hỗ trợ uh, uh, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân, dân thụ thương. hưởng và. cái thứ hai nữa là phải huy động quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nhất là nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu vận động người dân thực hiện việc tham gia đóng góp để xây dựng nông thôn mới trên tinh thần là tự nguyện và cho từng dự án cụ thể, cho từng nội dung cụ thể. Ừ. Cái thứ ba đó là triển khai xây dựng uh, uh, thực hiện tốt 6 cái chương trình chuyên đề trong nông thôn mới theo chỉ đạo của Trung ương để uh, phát huy các cái lợi thế của từng địa phương trong tỉnh. Ừ. Cái uh, thứ tư đó là chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác uh, duy tu, bảo dưỡng các công trình, tiếp tục uh, duy trì và nâng cao các cái tiêu chí mà uh, xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Uh, đồng thời thì Uh, chú trọng đến các cái nội dung mà xây dựng nông thôn mới tại thôn và hộ gia đình. Và cái cuối cùng đó là phải tiếp tục uh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra uh, đánh giá giám sát về thực hiện chương trình nông thôn mới ở các cấp. Và trong đó thì uh, phải uh, tổ chức uh, biểu dương khen thưởng các cái tổ chức cá nhân uh, điển hình trong uh, xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Vâng. thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 xác định phát triển sản xuất nông nông nghiệp hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Với những chính sách cụ thể, thiết thực, tỉnh Tuyên Quang thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả nhất. À, một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt